ơi. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ya, Nam mô Sang Kha ya. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp các bạn, xin trang nghiêm thân khẩu ý, thành tâm truyền sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính, còn tại thế hay đã quá vãng, công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mỗi thành tựu viên mãn cho thầy Quang Đạo. Ban tổ chức lớp học xin được cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì không bỏ buổi của tất cả các bạn hữu trong group. Xin được hoan hỷ với những nỗ lực học tập các bạn, cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt khó phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật 7 tháng 6 năm 2020, là buổi học thứ 80, chỉ số lớp học 15. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Chúc tất cả các bạn có một buổi học nhiều chánh niệm và sự lợi lạc. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang Kha ya. Xin chào tất cả quý vị. Dạ nghe rõ mà. Rõ ha. Ok. Bên kia nghe rõ ha, bên Triều nghe rõ ha. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay là chúng ta học đến buổi 80 ha. 80 là được mấy năm rồi ta? 80 là dần ra nhiều mấy năm rồi. 2 năm không? 2 năm không Triều? Còn 2 năm luôn hả? Ừ. Rồi, thì là ăn sinh nhật lớp 2 tuổi. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay mình học, sẽ học tiếp cái bài cuối của cái phần 6 pháp riêng biệt, tâm học ha. Như vậy chúng ta đã qua được một cái chương, sắp qua được một chương mới nữa. Chương này thì coi như là chúng ta cũng còn có bài này nữa chót ha. Bài chót này thì cũng khó lắm chứ không phải dễ, rất khó. Cố gắng mình qua ha, vượt qua cho được. À, kính thưa vậy, để trước khi vào buổi học chính thức chúng ta cùng nhau mà đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa mu ta sa Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa mu ta sa Nam mô ta sa pha ga va tu Arahato Sama Sambuddhassa. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavang Tang Apiwa Devi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namāmi Sammā Sambuddhamatula Sasattham Bhagavatamang Abhivādayasīlaṃ Bodhidhammasanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Kính thưa quý vị,
lớp chúng mình bây giờ đã học tròn được 2 năm, thì hy vọng rằng cố gắng với tất cả những nỗ lực của mình, nguyện cầu mình hồi hướng phước này đến cho tất cả người chư thiên dục giới, người chư thiên ở xung quanh khu nhà mình. Cầu mong các vị thọ hưởng được những phước báo đó, hậu trì nhắc nhở cho mình luôn có một cái sự tinh tấn trong cái pháp học, tiến bộ tiến hóa trong cái pháp học này, chứ không thì cũng rất là dễ bị dễ vui, tại vì càng lúc thì chúng ta càng đi sâu vô, giống như chúng ta đi vào một cái nơi mà khó mà thấy, khó mà nhận được, nó sâu sắc, cho nên chúng ta cần phải có một cái sự hỗ trợ của những vị chư thiên để nhắc ta, giúp cho mình có được một sự tinh tấn, một sự cố gắng. Bởi vì cơ hội này chỉ có một, không có hai. Cơ hội như giống như ta nói là ngàn năm một thở, khi mình học được rồi là hết kiếp này xong ngay là rồi. Nếu mình không có tích lũy được cái phước báo này thì mình thiếu được thiếu cái vốn, thì những kiếp sau mình sanh trở lại rất khó mà để gặp được chánh pháp. Cho nên chúng ta tận dụng cái thời gian này, còn được giờ phút nào mình cố gắng mình thâu gom pháp bảo giờ phút đó, càng nhiều càng tốt, giúp cho mình có được hành trang trong vòng sanh tử. Nếu mà mình chưa chứng đắc được đạo quả thì chính những cái pháp học này nó cũng sẽ là một cái nhân, một duyên để giúp cho mình không bị rơi vào trong bốn đường ác đạo, không bị rơi vào trong bẫy của tà kiến. Bởi vì mình mắc vô cái bẫy của tà kiến rồi thì chúng ta khó mà ra lắm. Nó lòng quẩn lẫn quẩn, nó nặng nề và rất khó mà chúng ta có được một cái sự bất khởi dậy để mà thấy được chánh kiến. Cho nên chúng ta luôn phải biết trân quý những cái phút mà chúng ta có được cái chánh pháp nằm trong tay của mình ha. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng nhắc nhở đây tất cả chúng ta cùng nhau sắp tấn nhau để mà học những gì mình học mình không hiểu, thì anh em gặp nhau để bàn thảo suy luận hoặc là tra tìm cho hiểu được vấn đề, chứ đừng có nản rồi bỏ qua. Cũng rất là nhiều người bị vậy đó quý vị, học thời gian giống như bị đụng là không đụng không dội xuống xong nghe đi về luôn, giải tán luôn. Rồi mà giải tán rồi khi mình buông rồi đó, cái tâm mình nó buông luôn quên hết, không còn không muốn học, không còn muốn nhớ, là bắt đầu buông trôi sống theo cái đời sống mà là hưởng thụ những thú vui dục lạc mà quên đi bổn phận mình luôn. Cho nên đây là chúng ta cố gắng luôn luôn nhắc nhở mình, nhờ chư và cũng hồi hướng chư tiên, nhờ chư tiên luôn nhắc nhở mình để mình có được một cái sự tinh tấn, một sự ghi nhớ, nỗ lực để mà cố gắng duy trì cái thiện pháp, đem đến nhiều lợi lạc cho chính mình. Mà chỉ có mình cứu mình thôi chứ không ai có thể cứu được mình hết. Và những cái gì mình học được ở đây, mình học được ở nơi pháp bảo thì nó sẽ đi theo với mình, nó là hành trang, nó sẽ là cái chiếc thuyền để nâng đỡ chúng ta đi trong vòng sanh tử, chúng ta không bị đọa. Chứ chúng tôi rớt xuống cái này thôi là xong tuồng. Cho nên nếu mình không cứu mình thì thôi, không ai cứu được mình, người khác người ta chỉ nhắc nhở mình vậy thôi, chứ giờ phải tự mình ha, quý vị cố gắng nỗ lực để đem đến cái sự lợi lạc cho tự thân. Và mỗi ngày sáng ra là chúng ta phải nhớ đến pháp bảo, nhớ đến tam bảo, rồi cố gắng hành thiền, cố gắng xin họ trì tam quy ngũ giới, mình tạo những cái thiện sự công đức giúp cho mình có được cái trí tuệ sáng suốt trong đường sanh tử. Ngày xưa người ta có hay nói gì đó, đường sanh tử thì hồn ai nấy giữ. Bây giờ mình có được pháp bảo thì mình có được cái giống như một cái bụ bối trong tay, mình thẳng tiến mà đi, không cần phải có một cái nương tựa một ai khác, chỉ có tam bảo là quý bảo nhất để chúng ta nương tựa, giúp cho mình vượt qua khỏi biển sông mê bể khổ. Cái người gì đó là một số vấn đề đầu tiên vào lớp, chúng tôi cũng nhắc nhở lại.
lại để sanh tấn tất cả chúng ta, khơi dậy cái tâm tinh tấn của mình, được sống lại, không để cho nó chìm, học lâu quá khó nó chìm liễm luôn. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta bước vào buổi học, thì trước khi vào học bài chính thức chúng ta cùng nhau quan hỷ lên đọc cái phần Pali trước, đọc Pali cho nó hiểu được cái sơ lược về cái bài, để chúng ta đi vào bài nó được dễ dàng hơn và nó có nhiều cái lợi lạc hơn. Rồi nó mở với ta dạ và tiêu bớt bài nha. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, con cũng xin đọc bài. Quá thu sằng ra hồ, tối yếu về căn vật. Đoạn một, quá thu sằng ra hề, bất thù như ngà, chắc khú sồ, tắc khà ngã chiều mà, cà giá há đá giá quá thú. Chà tí chất đi thà ní và hoàn tí, trong tóm lược về những căn vật, căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý vật. Tà ní cà ma lô kệ sắp bà ní phí lắp bàn tí rù ba lô kệ ba na cà nà ký ta dần ác tí a ru pa lo ke pa na ta pa ni ti na sam vit cha ti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Ta tha bành cha huỳnh nhà na ta đi tu vô gia thà ca mờ ê căn tê na bình ca bát xa đa quách thù ní hít xa dê vát bát bát tàn tí bình sẽ đò ra bát chân án sầm bát chít chân án sầm khà tá ba ná ma nô thà thú chá a đa dầu nít xa dê quá ba quá tàn tí ta thà á quá xê xa ba na ma nô huỳnh nhà na thà rú sằng khà tá chán sằng tí ra na ma hà quý bà cá ba tí khà quá giá ba thà ma mắc cá á sa na rù ba quá chá rá quan sề na ha đa dằng nít xa dề quá a quả tàn tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn cứ cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sanh, tâm sơ đạo, thiếu sanh tâm, và những loại tâm thuộc các giới thì thuộc nơi ý căn. Xin hết. Xin chào thầy, xin chào khóa lớp. Bác đại xin đọc bài đoạn 2. Quá thú sân ra hồ, tốt yếu về nhật.
a wa se sa ku sa la ku sa la quý già nút ta ra quá se na ba na ni sa ya wa a ni sa ya a rút ba quý bà ca quá se na ha đa dần a ni sa về qua tí. Những nội tâm còn lại giàu thiện bất thiện chi tác hoặc chi thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chá quá thù nít sĩ ta ca mê sát ta rù đề chá túc bí tha tí quá thù nít sĩ ta rúp bê tha tê ca Nishita Mata Te Chatta Li Sanisha Yare Chatta Li Saya Cha Ware Nisha Yacha Anisha Yaba Ka Lupa Anishita Ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm ngũ song thức tổng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm là ý thức giới, không tùy thuộc căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Xin hết. Dạ, con đều xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Quách thu sân giá hồ, tất yếu về căn, vật, đoạn 1. Quách thu sân giá hề, quách thu ni nà ma chắc khu sô ta, khà na chiều hà khai, khà giá ha đa gia quách thu trà tí, chấp vi thà ni pha hoàng tí. Trong tóm lược về những loại, về những căn chú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Ta ni kha ma lo khe sắp bà ni bi tắp thành ti ru pa lo khe pa na kha na đít ta yang nát thi pa ru pa lo khe pa na sắp bà ni bi na sang bít chành tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mục đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tháp bành cha huỳnh nhà nát thà tu dồ yết thật ca mằng ê cần tề nát bành chấp ba xà đa quát thù ni nít xà về quá ba quát thành bành cha đọa ra quát cha na sầm ba tích cha na sầm khà ta ba na ma nô thà tu cha ha đa dần nít xà về quá ba quát thành tích ta thà a quá xề xá xề xà ba na ma nô huỳnh nhà nát thà tu sanh khà ta cha sanh tỳ ra na ma hà quy bà ca pa ti ca wa ya pa tha ma mắc ca ha sa na ru pa wa cha ra wa se na ha đa yang nít sa ye wa pa wa tần ti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhị sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy.
Nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với tâm với sân, tâm sơ đạo, tiếp sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Avasesa kusala kusala kriya nuttara vase napana nitsa yawa anitsa ya arupa vipa kawase nahadayan anitsa yawa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cha vát thù nít chi ta kha mê sát ta đù bề cha tức bí thà chi vát thù nít chi ta lúc bề thà tuệ ca nít chi ta ma ta tề chấp ta lì sa nít sa ya đuệ chất ta lì sa cha qua rề nít sa ya cha anít sa ya pa ca lúc pa anít chi ta tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm gồm ngũ song thức, ngũ môn, các ngũ môn và ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn phần gồm nhãn thức, ý thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh và dạ, con xin kính chào cả lớp. Dạ xin cảm ơn Đông Triều đã cho biết tín hiệu. Dạ thưa nãy giờ ở bên này cái mạng nó cứ bị té hoài, nên nhờ Triều có gì post bài lại dùm Châu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Quát thú sàng gá hồ, toát yếu về căn, vật, đoạn 1. Quát thú sàng gá hề quát thù ni nà má chắc khú sổ tá khà ná triều hà cà giá há đá giá quát thú trà tí chấp phí thà ni phá hoành tí. Trong tấm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ni ca ma lù kề sáp bà ni bí lắp phàn tí rù bá lù kề bá ná khà nà đít ta dằn nát thí à á rù bá lù kề bá ná sáp bà ni bí ná sẵn quýt tràn tí
Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm, mù, vân vân, đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn, tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tha bàn cho huỳnh nhà na thà tu dù giác thắc ca mần ê càn tề na bàn chấp bá xà đa quát thù ni ni xà dề quá bá quát tần tí bàn cha đòa ra quát trá ná sàm bá tích trá ná sàn khà ta bá ná ma nô thà tu cha ha đa dằn ni xà dề quá bá quát tần tí ta thà á quá xề xà bá ná ma nô huỳnh nhà na thà tu sàn khà ta chá sàn tì ra ná ma hà quý bà ca pa ti kha wa ya pa tham ma ma ga ha sa na ru pa wa cha ra wa se na ha da yang ni sa ye wa pa wa tan ti Nơi đây, năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy, sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới, tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. À, đọc đoạn 2 luôn hả Triều ơi? Dạ, cảm ơn Triều. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala kriya nuttara wase napananissa yawa anissa ya arupa vipa kawase nahadayang anissa ye quà tí. Những loại tâm còn lại, dầu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế, đều hoặc tùy thuộc, hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới, không tùy thuộc nơi ý căn. Chawat thu nisita ka me satta rupe chatupitha Tiwat thu nisita rupe tha tuệ ka nisita matta Te chatta li sa nisa ya duệ chatta li sa cha wa re. Alo, dạ. Dạ, không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con xin phép được đọc lại. Cháu quát thù nít si tà cà mê sát tá rù bề cho túp bí thà Tí quát thù nít si tà rút bề Thà tuệ cà nít si tà mát tà Tề chát tà lì sa nít xà giá đuề chát tà lì sa trà quá rề Nít xà giá cha á nít xà giá bà cà rút bà á nít si tà tí Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm Ngũ song thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới Tùy thuộc nơi sáu căn Trong sắc giới, bốn nhãn thức, nhĩ thức ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh
mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài giùm cháu. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Dạ, con kính lên lễ bằng ngọc tâm bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Đang xin đọc bài. Dạ, xin hỏi mọi người có nghe rõ không? Quá thú sằng gá hồ thoát yếu về căn vật mộc sằng gá hề
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Cả nhà có nghe được giọng của con không nhỉ? Dạ, con Lý, con xin đọc bài anh Đông Triều, anh giúp giùm em là em mới vừa vào đó, cái post bài nó em không có, anh có thể post lại giùm em được không? Dạ, đoạn 1. Nghe rõ không thầy? Con dùng cái headset kia này nó khác, con không biết nó ra làm sao. Dạ, đoạn 1. Vattu sangahe vattuni nama chakusota gana jiva kaya hataya vattu jati jabbidani pavanti. Trong tấm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Ta ni kam maloke sabani pi lap panti rupa loke pana gana ditta yang ta yang nati arupa loke pana sabani pina sam Vichanti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù, đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có 3 căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tattha pancha vinnya naddatuyo yatha ka mang ekante te na pancha pasada vatthuni nisaye wa pavattanti pancha dvara vachana sampatitya na sankhata panamano datu cha hadayang nissa yeva pavantanti tatha avasesa panamano vinyana datu sankhata cha santi rana maha vipaka pati ga wa ya patam ma magga hasana rupa vacara vasena hadayam nissa yeva pavattanti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhảy thức sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn cùng thế ấy. Những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Avasesa kusakusala kriya nuttara vasena pana nissaya va anissaya arupa vi bà ca về qua sê na ha da yang nis anissa ye wa tí. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện hay duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn.
Yawatu Nisita Kame Sata Rupe Chattubida Tiwatu Nisita Rupe Dwa Tue Ka Nisita Mata Te Chatta Lisa Nisa Yadwe Chatta Lisa Chao Ware Nisa Yacha Anisa Yapaka Rupa Anisita Ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới, tùy thuộc nơi sáu căn trong sáu giới, bốn là nhãn thức, ý thức, ý giới và ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, tức ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ, con vậy con không có học, hôm nay không có đọc kinh Mắt Lá Sú Tăng hồi vậy con xuống biết. Con xin kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn anh Đông Triều đã post bài. Đây, xa thôi. Rồi, hôm nay chúng ta cũng ít người vô học ha. Bây giờ đọc đầy đủ ha. Rồi, bắt đầu vô bài chính thức. Này, chúng ta vô bài về căn hay là vật phối hợp. Căn vật phối hợp. Quách thú săn hát. Căn vật phối hợp. Rồi. Quách thú căn từ chữ VAS, VAS viết là chữ VAS tức là trú ngụ. Chữ VAS này từ cái căn gốc từ chữ này là có nghĩa là trú ngụ. Thì như vậy khi mà nó thành chữ là quách thú, có chỗ đọc là vách thú, có chỗ đọc là quách thú. Thì quách thú này là căn trú, chỗ trú ngụ của giác quan. Tức là căn trú, chỗ trú ngụ của giác quan. Hay người ta còn gọi là vật. Đó là quách thú. Là căn trú, chỗ trú ngụ của giác quan hay còn gọi là vật. Khi mà mình nói tới cái chữ vật á, thì mình nghĩ ngay tới cái những cái gì thuộc về vật chất á. Đồ này, đồ kia, vật chất chỉ là vật. Thì vật ở đây chúng ta biết nó có những cái ý nghĩa được gọi là cái chỗ, cái nơi để cho những cái tâm thức nó lên, thì được gọi là vật. Trong này ý nghĩa của bài này như vậy. Rồi, mình xuống sự khác biệt giữa vật và môn. Sự khác biệt giữa vật và môn. Sự khác biệt giữa vật và môn. Thì vật là chỗ trú của tâm. Vật là chỗ trú của tâm. Vật là chỗ trú của tâm. Nhưng mà môn là cửa. Môn là cửa để cảnh đi vào. Hai cái nó có gì khác nhau nhưng mà nó cũng có những cái tương tự nhau. Ví dụ như vật là nhãn vật môn và nhãn môn thì cũng chỗ đó, nhưng mà vật là cái chỗ, khi mà nói đến cái chỗ trú ngụ thì nó nói là vật, còn nói về môn thì là cái cửa để cho những cái cảnh đi vào trong vào tâm thức của mình. Thì đó là sự khác biệt giữa vật và môn ở vấn đề này, được chưa?
Rồi bây giờ phân loại, cái dòng phân loại có 6. Phân loại có 6. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý. À, phân ra cho chúng ta thấy là có được 6 loại vật, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì tất cả những vật này thì như chúng ta, tất cả chúng ta đây đều có đầy đủ, không thiếu vật nào ha. Rồi xuống dòng số 1, nhãn vật. Nhãn vật thì vào đây luôn nha. Chất khu quách thú và nhãn vật. Chất khu quách thú và nhãn vật. Rồi xuống dòng chi pháp 2 chấm. Chi pháp 2 chấm. Thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Rồi như vậy nhãn vật cho chúng ta biết là cái chi pháp nó chính là cái sắc thần kinh. Tức là cái thần kinh nhãn. Chỗ mà để mà nó cho những cái thức cái trú ngụ đây. Rồi như vậy xuống dòng tâm trú 2 chấm. Tâm trú 2 chấm. Và tâm gì đây? Alo quý vị cho biết đây, tâm trú 2 chấm và tâm gì? Tâm nhãn thức. Bên giống bên tre là tâm gì? Chỉ thức ha. Nhãn thức nói về đủ cho ta. Nói về đủ chưa? Alo. Hai tâm nhãn thức mới đủ. Nhãn thức có hai loại. Hai tâm nhãn thức. Thì tâm trú có hai tâm nhãn thức. Nhãn thức. Hai tâm nhãn thức và tâm trú. À, thì cái tâm nó trú, tâm nhãn thức này nó chỉ trú ở nơi thần kinh nhãn là chỗ trú của nó ha. Rồi, như vậy là chúng ta có được cái thứ nhất là nhãn vật. Cái thứ nhì là nhĩ vật. Nhĩ vật. Xô táo quách thú, nhĩ vật. Xô táo quách thú, nhĩ vật. Rồi chi pháp đó, hai chi pháp hai chấm là cái gì đây? Chi pháp là cái món gì? Chi pháp thần kinh nhĩ, xa thứ thần kinh nhĩ. Rồi tâm trú hai chấm ghi luôn đây, tâm trú là gì luôn? Tâm trú. Hai tâm nhĩ thức. Xà thấu, xà thấu. Chính xác không? Rồi, như vậy nhĩ vật là xô táo quách thú. Về chi pháp chúng ta có được thần kinh nhĩ. Chính là nhĩ vật. Hai tâm nhĩ thức và hai tâm nương nơi cái thần kinh nhĩ này. Nương nơi nhĩ vật. Đó là cái số 2 là nhĩ vật. Rồi giờ tới số 3 là tỷ vật. Số 3 là tỷ vật. Tỷ vật kha na quách thú. Tỷ vật kha na quách thú. Chi pháp là gì đây? Chi pháp là gì? Chi pháp là gì đây?
thần kinh tỷ, đúng rồi, chính xác. Rồi, tâm trú, ghi luôn. Tâm trú. Hai tâm tỷ thức, đúng rồi, chính xác ha. Rồi, số 4 là thiệt vật. Thiệt vật. Chiêu ha quách thú là thiệt vật. Chiêu ha quách thú. Rồi, chi pháp là gì? Chi pháp là gì? Ghi luôn là thần kinh thân, đúng không? Chi pháp là thần kinh thân. Thần kinh thiệt ha. Rồi, chính xác, thần kinh thiệt. Rồi, tâm trú. Tâm trú là gì? Ghi luôn. Hai tâm thiệt thức. Rồi, đúng rồi. Giờ tới số mấy rồi này? Số 5. Thân vật. Cà giá quách thú. Thân vật. Rồi. Chi pháp là hai thần kinh thân. Đúng chưa? Chi pháp là hai thần kinh thân. Thần kinh thân ha. Thần kinh thân, đúng vậy. Rồi, tâm trú. Tâm trú là gì? Tâm trú là gì? Hai thân thức, hai tâm thân thức. Rồi, chính xác ha. Đó là số 5. Rồi, đến số 6 là Ariya quách thú là ý vật. Ariya quách thú là ý vật. Ý vật. Rồi, chi pháp là gì đây? Chi pháp là tâm gì? Chi pháp là tâm gì? Alo. Sắc ý vật, xa thú sắc ý vật. Chỉ phải là sắc chứ không phải tâm nha. Nó là đã là vật thì nó là sắc ý vật. Rồi, điều ghi ra luôn. Chi pháp sắc ý vật. Rồi, tâm trú. Tâm trú này là sao? Tâm trú. Bây giờ nãy trên là mình có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, có đủ ha. Bây giờ tới ý vật thì giờ tâm trú là gì? Tâm trú của nó là cái gì? Trừ ngũ sao thức, đúng rồi, chính xác. Tâm trú là tất cả tâm, trừ ngũ sao thức ra, tức là trừ năm cái tên ra ra thì tâm trú của nó. Nhưng mà đây là mình nói chung nha, nói chung chung như thế này, chứ lúc mà đi xuống thì nó có những sự khác biệt chút. Chẳng hạn như là sắc với vật á, thì trên cõi vô sắc á, thì không có,
không có sắc y vật, cho nên tâm không có trú sắc y vật rồi khỏi vô sắc. À, mình để ý ha. Rồi có câu này ha. Rồi lấy câu này luôn. Văn ru băng nissa giá, nghĩa là tâm nương nương ở sắc nào đó là vật, tâm nương ở sắc nào, bỏ bớt chữ nương đi, nhảy vậy rồi, tâm nương ở sắc nào thì đó là vật hay là đó là sắc ý vật, ghi cho đủ câu trong sách ghi thiếu, đó là sắc ý vật. Rồi, đó, tức là tâm nương ở chỗ nào thì đó là sắc ý vật, chứ không phải là mình khẳng định được một chỗ nào. Có nhiều sách ấy, khẳng định chỗ đó là trong trong hốc cái tim có một chút nước, nước trong hốc cái tim thì là ghi trong đó chỗ đó, đó chỗ để tâm nương đó. À, còn có chỗ thì nói nương ở não này kia nọ luôn ta la. À, Đức Phật chỉ nói là văn rupang nissa giá, tức là tâm nương ở sắc nào thì sắc đó là sắc y vật. Rồi đó là chúng ta đã nắm lại vấn đề cho nó chính xác ha. Rồi bây giờ xuống dòng. Vật phân theo cảnh giới, vật phân theo cảnh giới. Cảnh giới, à, cảnh giới có ba hai chấm, cảnh giới có ba hai chấm là gì quý vị? Cảnh giới có ba là cảnh giới có ba là gì? Cảnh mắt tai mũi hay là cảnh gì đây? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, xà thử chính xác không? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nói về cảnh giới có ba. Nhưng mình chưa học tới cái phần về về các cảnh giới ha, chưa học về cõi ha, chưa học. Rồi bây giờ xuống dòng số 1, dục giới, tức là cảnh dục giới, một là dục giới hai chấm, có đủ 6 vật. Dục giới có đủ 6 vật, mở ngoặc ha, nếu mà bị khiếm khuyết thì nó thiếu. À, nếu bị khiếm khuyết và vật nào thì thiếu vật đó, nếu bị khiếm khuyết vật nào thiếu vật đó, chẳng hạn như bị mù thì nó không có nhãn vật, bị điếc thì nó không có nhĩ vật. À, nhưng sắc với vật không thể thiếu, đó là vấn đề gọi dục giới ha. Nếu mà bị khiếm khuyết vật nào thì thiếu vật đó, nhưng sắc với vật không thể thiếu. Sắc cái vật là chỗ của tâm nương mà, nếu mà không có đó là tiêu tùng luôn. À, rồi đó là gì, nói về số 1 là dục giới, cảnh giới có ba là dục giới. Rồi số 2 là sắc giới, sắc giới hai chấm có hai, sắc giới hai chấm có hai, a nhỏ là hữu tưởng. Hai nhỏ là hữu tưởng. Hai chấm có ba vật, nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Có ba vật, nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Rồi, xuống dòng chữ B nhỏ, vô tưởng, vô tưởng hai chấm, không có vật nào, vô tưởng không có vật nào.
tức là trên cõi sắc giới, trên cõi sắc giới thì nếu mà cái sắc giới hữu tưởng, tức là những cõi sắc giới này có tâm á, những cõi mà như phạm thiên mà hữu tưởng, phạm thiên có tâm á, thì có ba vật, tức là có nhãn, có nhĩ, có ý vật, nhưng mà không có tỷ thiệt thân, không có những hệ thần kinh tỷ thần kinh thiệt tưởng thân, chỉ có ba hệ này thôi, tức là có nhãn, thần kinh nhĩ và sắc ý vật. Là cõi sắc giới hữu tưởng rồi, về cõi sắc giới vô tưởng tức là những vị phạm thiên mà tu tập mà nguyện không có tâm thì họ sanh về cõi trời vô tưởng thì đó, họ không có bất kỳ một cái vật nào, không có căn nào hết, tức là không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân hay là sắc giới vật, không có, không có cái vật nào. Có câu hỏi ha? Ok, rồi. Lên, lên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Thưa Thầy, cái câu chuyện mà Đại Phạm Thiên Sampati xuống thỉnh Đức Phật sau khi Ngài đã thành đạo, nhưng mà Ngài có cái ý định là vô di Niết Bàn đó. Nhưng mà lúc đó Đại Phạm Thiên Sampati thì có lẽ là chắc có lẽ là Đại Phạm Thiên từ khỏi hữu tưởng như vậy thì lấy cái đâu có cái miệng để mà thỉnh Đức Phật Hoằng Dương Chánh Pháp đâu, thưa thầy. Con có thắc mắc điều này. Dạ, con xin kính trả biết lại. Dạ. Rồi, sao? Mình nên hiểu là không có nhãn nhĩ, có nhãn nhĩ vật á, tức là không có cái hệ, có nhà có hệ thần kinh, rồi tỷ thiệt thân á, tức là thuộc về hệ thần kinh chứ không phải là không có cái miệng. Để ra có mũi, có miệng, có thân đầy đủ hết á, tức là vẫn có đầy đủ như mình đó, vẫn nói chuyện này, nhưng mà cái lưỡi á, cái thiệt á, thiệt thần kinh thiệt á, thì nó không có, ném mùi ném vị không có ném được những cái vị đó, hoặc là ngửi mùi này kia thì không có đó, không có. Cho nên mình thấy có để là cái gì thuộc về thần kinh nha, vật này là thần kinh nha, tức là những cái hệ thần kinh li ti chút chút vào trong cái chiều trong mũi mình, nó có cái thần kinh tỷ nằm tuốt con hốc trên mũi. Còn thiệt vật là thần kinh thiệt thì nằm trải dài trên lưỡi, những cái gai nhỏ lưỡi đó. Thì cái nhiệm vụ của những hệ thần kinh này để bắt cảnh thôi. Còn vấn đề mà nói này nói kia là dùng cái những vị phạm thiên thì bình thường có gì hết. Nhiều khi người ta có thần thông, người ta có thể biến hóa đủ thứ rồi mà. Cho nên đó là mình hiểu nó có cái sự là chính xác ở cái điểm đó ha, nó thuộc về thể thần kinh thôi. Rồi đó là cái cõi hữu tưởng của những vị phạm thiên sắc giới. Rồi cõi vô tưởng thì sanh lên đó thì không có thần kinh nào hết, nhưng mà vẫn đầy đủ, vẫn có mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫn có cái tướng của một chúng sanh đầy đủ thường, nhưng mà không có thần kinh, nó cũng không có hệ thần kinh, giống như nằm giống như búp bê, làm búp bê giả nằm như này, không có. Thì trong sách đó là giống như búp bê thôi, nhưng mình không biết sự thật ra sao, bởi vì những chúng sanh gọi về gọi trời thì người ta thuộc về quá sanh mà. Bột cái quá xanh thành những vị đó liền. Thành ra mình cũng không tưởng nổi cái đó như thế nào. Giờ chắc bữa nào mà mình phải thiền cái mình tưởng tượng cái mình bay lên đó, cái mình quay phim về. lấy iPad lên hoặc lấy iPhone lên chụp hình đem về coi cho. Rồi, alo. Rồi, đó là nói về cõi sắc giới hữu tưởng và vô tưởng. Hữu tưởng thì có ba vật, là ba vật là nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Nhãn này không phải là con mắt không nha, mà nó là cái hệ thần kinh. Nhĩ vật là thần kinh nhĩ, ý vật là cái sắc, ý vật chỗ để băm lương. Rồi cõi vô tưởng thì không có vật nào hết, không có vật nào, không có nghĩa là không có hình tướng, vẫn có hình tướng như thường. Rồi ba là vô sắc, nãy sắc giới hay là giờ tới vô sắc, hai chấm là không có vật. Vô sắc là không có vật. Rồi, hai Nguyên Trang mới vô room ngủ đã rồi, vô đây. Hai Hà mới vô room.
vô sắc giới không có vật rồi ha, tức là cõi vô sắc thì họ chỉ sống bằng tâm, là trên đó là họ sống bằng tâm thôi, tức là không có nương ở bất kỳ một vật nào. À, đó là cái đặc biệt của những vị có xa thú vậy hả, không qua đầu đà trong chùa hay đâu, tâm không nương đâu chứ, tâm tự nó hoạt động vô sắc mà, thiền tâm, thiền tâm những vị thiền mà. Cái này cũng là đặc biệt ha, cái trạng thái này đó chúng ta cũng suy nghĩ rồi, tâm lơ lửng là tâm lơ đâu mà mình không biết được cái này, tâm cái này khó với chỉ cái Đức Phật mới biết được cái này thôi, mình chỉ biết là nó không có vật và không có chỗ nương. Online cũng vui. Có ngày kiếm điểm ha. Ok, chào thấu. Rồi, như vậy là mình qua được sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là ba cõi ha, có những cái vật như thế nào. Rồi, quý vị nắm được ha. Chính xác chưa? Rồi, xuống dòng tâm trú vật. Dòng qua chủ đề tiếp theo, tâm trú vật. Là tổ chức đạo đà, đạo đà để làm gì mới được, đạo đà luận pháp hay sao? Vậy đạo đà thiền sao, ngồi buồn không? Đạo đà thiền không ai nói tiếng nào. Tâm trú vật. Đấy ha. Luận pháp thiền. Bữa nào tính nghe, bữa nào sắp xếp buổi. Nói một cái chủ đề nào đó ha, cái chủ đề là một chủ đề là đưa ra để quý vị chuẩn bị trước nha, coi trước về nghiên cứu ngâm cứu nha, rồi bữa đó mình lên nha, rồi mỗi người lên cho một cái bài luận ngắn của mình, trình pháp mình lên mình trình bày những cái gì mình nghiên cứu, giống như là lên kia là gì hồi xưa kia là lên gì là gì quên rồi, sẽ là mỗi nghiên cứu xong lên mỗi người lên phát biểu á, rồi kia đó là gì quên, là dùng chữ gì quên mất tiêu rồi. Thuyết trên đúng rồi, xa đâu hay quá, nhớ hay quá, những trang giỏi thêm càng ngày càng giỏi. Presentation ok rồi, đó là mỗi người lên tự mình là gì, là diễn thuyết ha, diễn thuyết ha, nghe nó dữ dằn hơn chứ không ha, diễn thuyết đúng rồi, lên diễn thuyết nghe dữ dằn hơn. Nếu cần mà bữa nào mỗi người chuẩn bị bài hát lên làm ca sởi luôn. Làm ca sởi cũng không. Rồi tới đâu rồi, nói tới đâu cũng tiêu rồi, bữa này đi. Buổi chơi nhạc ha, ca sĩ hát hò đờn guitar piano gì đó, hay là biểu diễn này. Tâm trú vật ha, tâm trú vật ở đâu nữa rồi, tâm trú vật có ba cách, có ba cách một nhất định và đợi xíu tôi coi lại cái bài này nó ghi cái gì. Rồi ok, nhất định dòng ha, mình gạch đầu dòng ha. Tâm trú tâm trong cõi ngũ uẩn, tâm trong cõi ngũ uẩn trú nhất định hai chấm, tâm trong cõi ngũ uẩn trú nhất định hai chấm. Những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, những tâm ấy trú nơi vật nhất định. Ghi rõ ràng vậy nha. Những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, những tâm ấy trú nơi vật nhất định.
tức là đây xác định cho chúng ta biết là những cái tâm nào mà chỉ có trong cõi ngũ uẩn thì những cái tâm đó đó là chắc chắn là nó trú, có vật để nó trú, bởi vì nó là thuộc về cõi ngũ uẩn. Thì cõi ngũ uẩn gồm cõi nào quý vị? Cõi ngũ uẩn gồm cõi nào đây? Rồi, một. Dục và sắc giới, hiện hữu sắc giới hữu tưởng, chính xác luôn ha. Chính xác luôn, dục giới sắc giới hữu tưởng, rồi đúng như vậy. Thì trong cõi ngũ uẩn thì tức là những cái cõi như là cõi người cũng có, cõi trời dục giới có đầy đủ ha, rồi cõi sắc giới hữu tưởng có đầy đủ luôn ha, có đủ năm uẩn, tức là nó có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nó có đầy đủ năm uẩn. Thì những cái tâm nào mà có trong những cái cõi ngũ uẩn đó thì những cái tâm đó trú, bất kỳ vật nào nó cũng đều trú hết, trú nhất định là phải có vật để trú. Đó là vấn đề chúng ta nắm trước cái ý chính xác này ha. Rồi được chưa, ghi đều ghi lại cho rõ ràng được chưa? Rồi đúng không? Ok, rồi xuống dòng, gạch vào dòng. Trú vật tương ứng, hai chấm. Trú vật tương ứng, hai chấm. Ngũ song thức. Trú vật tương ứng, hai chấm. Ngũ song thức. Rồi, tức là cái ngũ song thức này đó gồm có gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tức là năm cái đôi thức nữa, tức là năm đôi thức này thì nó trú vật tương ứng với nó. Ví dụ như nhãn thức thì trú ở gì quý vị? Nhãn thức thì trú ở cái gì? Nhãn vật, đúng vậy, chính xác. Thì nhãn thức là trú ở nhãn vật nhất định, nhất định là phải trú ở nhãn vật chứ nó không có trú chỗ nào khác hết. Được gọi, bởi vậy mới gọi là trú vật nhất định. Cũng vậy, nhĩ thức thì trú ở nhĩ vật, tỷ thức ở tỷ vật, thiệt thức ở thiệt vật, thân thức ở thân vật. Thì như vậy là ngũ song thức này trú vật nhất định theo tương ứng của nó, theo cái thích hợp tương ứng của nó ha. Thì đó là trú vật tương ứng, mình có ngũ song thức, đó là cái lý do được biết là như vậy không. Rồi nắm được chưa, cho biết đi. Alo. Rồi ha, qua được ha, qua xem qua ha. Rồi bây giờ là mình mới nói tới ngũ song thức, trú vật tương ứng ha. Rồi giờ xuống dòng, gạch vào dòng. Trú sắc ý vật, trú sắc ý vật nhất định, hai chấm. Trú sắc ý vật nhất định, hai chấm. Có 25 tâm. Trú sắc ý vật nhất định. Có 25 tâm. Hai tâm sân. Chú dòng ghi là hai tâm sân. Ba ý giới.
ba tâm quan sát. Thiếu sinh tâm. Mười lăm tâm sắc giới. Tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo, lấy một thôi cũng được ha. Tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo. Rồi. Đó là trú sắc ý vật nhất định, tức là những cái loại tâm mà trú ở nơi sắc ý vật, tức là mình thường thường hay nói là nơi trái tim mình thường thường ta nói là trú sắc ý vật nhất định. Thì ở đây chúng ta có 25 tâm tất cả, thì mình loi xuống từng thằng ha. Và hai tâm sân, tại sao nó trú ở sắc ý vật nhất định? Hai tâm sân này nó có một cái đặc biệt của nó. Cho nên chúng ta mới thấy là nó được đưa vô liệt kê trong cái danh sách mà trú ở sắc ý vật nhất định. Bởi vì hai tâm sân này nó không có trong các cõi sắc giới và vô sắc giới, tức là nó không có mặt trên các cõi thiền, nhất là cõi thiền vô sắc giới, hai tâm sân không có trên đó, cho nên không thể có, không có trên đó, không, cho nên nó chỉ có trú ở sắc ý vật, mà nếu mà không có sắc ý vật thì không có. Và ngay cả cõi sắc giới có sắc ý vật mà hai tâm sân cũng không có luôn, bởi vì cõi này thuộc về cõi thiền, những vị đã tu tập về thiền chỉ thành tu, những vị thành những vị phạm thiên, trên đó là tâm sân không có cơ hội phát sinh, cho nên chỉ có cõi dục giới. Thành ra cõi dục giới là thuộc về cõi ngũ uẩn, và cõi ngũ uẩn thì trú ở sắc ý vật, thì cái tâm mà trừ cái ngũ sân tức ra thì chúng ta còn lại những cái loại tâm là trú có sắc ý vật, tức là đây nói về hai tâm sân, hai tâm sân sắc ý vật nhất định, không có mặt trên các cõi thiền ha, cõi phạm thiền ha. Rồi đó là hai tâm sân, ghi nắm được chưa? Nắm được chưa? Ghi nó ra đi, cái chỗ này hơi khó, mình ghi lại xíu. Rồi, được chưa? Nắm được chưa? Cho qua chưa? Rồi ha, ok. Rồi, bây giờ tới ba ý giới. Ba ý giới, lôi xuống ba ý giới là gồm những tâm nào? Ghi ra luôn. Ba ý giới. Ba ý giới là khán ngũ môn và hai tiếp thâu, tức là ba ý giới, khán ngũ môn, hai tiếp thâu. Rồi, đúng rồi. Ba ý giới này thì nó trú ở sắc ý vật, bởi vì ba ý giới này là có mặt trong cõi ngũ uẩn, nó có mặt trong cõi ngũ uẩn. Trên cõi thiền nó không có vụ này, nó không có bài giới này, cho nên bài gì có mặt trong cõi u, cõi sắc giới nó cũng có nha, cõi sắc giới cũng có, bởi vì có nhãn có nhĩ, cho nên có cái lộ ngũ, nó có phát hành lộ ngũ, cho nên bài giới này nó trú ở sắc cái vật nhất định, nó không có trú ở nơi những cái vật khác, trú ở sắc cái vật thôi, đó là bài giới trú sắc cái vật nhất định. Rồi ba tâm quan sát. Rồi, tới ba tâm quan sát thì cũng là giống như ba ý giới thôi. Ba tâm quan sát này làm việc quan sát cảnh của từ cái tiếp thâu nó đưa vô, thì ba tâm quan sát này cũng nằm trong phạm vi của ngũ uẩn, cho nên là trú ở sắc ý vật nhất định luôn. Đó là lý do trú ở sắc ý vật nhất định là như vậy. Rồi, cho nên ba ý giới, ba tâm quan sát không có mặt trên cõi vô sắc, thành ra không có vật, là cho nên không có những loại tâm này, mà những loại tâm này phải có vật, có nó mới phát sanh được, cho nên ba ý giới và ba tâm quan sát trú ở sắc y vật nhất định. Rồi, nắm được chưa? Alo.
Quỳnh Trang hiểu không? À, không? Alo. Quỳnh Trang em ru rồi. Còn Nguyên Dự này trốn nó mất rồi. Không thấy vô, nãy thấy vô trốn nó mất rồi. Ba cái tâm ý giới là ba cái tâm ý giới này là cái ngũ môn và hai tiếp thâu à, thì nó chỉ phát sanh trong cõi ngũ uẩn. Như nãy mình nói cõi ngũ uẩn là những tâm nào mà sanh lên cõi ngũ uẩn thì tâm đó chắc chắn là trú ở nơi vật nhất định à, cho nên mình phải cái câu đầu tiên là chúng ta đã nắm được ha. Thành ra ba ý giới này chắc chắn là phải có vật để mà trú nhất định, phải nó thuộc về cõi ngũ uẩn à, cho nên nó trú ở sắc ý vật là nhất định, chứ nó không có trú ở nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật à, mà nó trú ở sắc ý vật. Rồi ba tâm quan sát cũng vậy là nó cũng thuộc về cõi ngũ uẩn, nằm trong phạm vi cõi ngũ uẩn à, cho nên nó cũng trú nơi sắc ý vật nhất định. Rồi ha, ok. Rồi tí sinh tâm cũng vậy luôn, tâm tí sinh tâm là cũng phải cõi ngũ uẩn mới phát sanh được à, tức là tâm của vị A-la-hán và ở thuộc về cõi ngũ uẩn à, mới phát sanh được, bởi vì phải thấy phải nghe này nghe này à, mới phát sanh được cái sự mỉm cười à, đó là tí sinh tâm được chưa, qua được chưa, alo. Không trèo qua chưa? Rồi, được ha, nắm được hết đâu, nắm được hết cho biết nha, để thôi nó nghẽn cái mệt lắm. Rồi, tới tiếp theo là gì? 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới này là những loại tâm nào, quý vị liệt kê sơ, liệt kê theo từng nhóm này, này sao đây? 15 tâm sắc giới. Mười lăm tâm sắc giới này đâu, năm thiện sắc giới. Rồi tiếp theo năm quả sắc giới, ba nhân năm, năm nhân ba chứ sao, ba nhân năm năm mười rồi năm gì nữa, năm di đát sắc giới, đúng rồi, năm năm thiện, năm quả, năm di đát. Mình có 15 tâm sắc giới à, 15 tâm sắc giới này có mặt trong dục giới quý vị. 15 tâm sắc giới này có mặt trong dục giới không? Alo. Alo không. Nguyên Trang không. Thiện Hữu có. Rồi bên nhóm Minh Tre có không? Nhóm Minh Tre đã bắt đầu. Có, anh Sạc Kỳ, anh Nguyên Trang nãy không, giờ thành có là cho. Có là có gì? À, có là có cái gì? Không là không cái gì? Mình đáp chính xác không? Học là chính xác không? Có là có cái gì? Em liệt kê ra 15 tâm sắc giới rồi không? Rồi giờ cho biết là có cái gì mà không là không cái gì. Đố vui có thưởng. Đố vui có thưởng. Mặc dù đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà giờ có cái gì trong 15 tâm này á? Giờ cái gì? Giờ 15 tâm này có 5 thiện sắc giới đúng không? Đúng, năm thiện sắc giới không? Năm thiện sắc giới này có mặt trong cõi dục giới không? Năm thiện sắc giới có mặt trong cõi dục giới không? Có không? Có không? Có. À, có. Nguyên Trang có. Đúng rồi. Năm thiện sắc giới vẫn có mặt trong cõi dục giới, những người tu đắc thiền về sắc giới ha. Rồi, năm quả thiện sắc giới có mặt không? Tiêu đắc quả đúng rồi đó. Thì năm tâm quả có mặt không? Quyền Trang có. À có. Tâm Tiều có không? Parasi có. Thiện Hữu không?
Không đều, không. Tại sao có và tại sao không? Nói thử rồi, tại sao có và tại sao không? Quyền Trang có. À, có. Thiện hữu hay quá, thiện hữu chính xác ha, thiện hữu chính xác. Chỉ tâm quả này chỉ làm việc tại ở cõi sắc giới tục sinh mà thôi, chỉ làm việc tái tục thôi. Đúng rồi, chính xác. Còn nói tâm tử là đặc. À, cho nên năm tâm quả sắc giới làm việc tái tục ở cõi sắc giới, chứ nó không có mặt trong cõi dục giới nha quý vị. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi, được ha? Nắm được không? Cho biết cái bông này. Rồi, xà thủ ha? Xà thủ. Rồi, cái tới năm cái tâm di tác sắc giới có mặt trong cõi dục giới không? Có luôn. Rồi có mặt trong cõi sắc giới không? Có mặt trong cõi sắc giới không? Alo. Thiền hữu có không? Nguyên Trang có không? Còn bị chắc luôn, quá dữ. Hỏi sắc giới này là có mấy quẩn? Hỏi sắc giới là có mấy quẩn? Alo. Hỏi sắc giới có mấy quẩn quý vị ơi? Năm quẩn. Đúng rồi, sắc giới vẫn có những bậc a la hán như thường, những vị đắc thiền sắc giới trên đó cũng đầy. Cho nên 15 tâm sắc giới này trú sắc ý vật nhất định, về thuộc về ngũ quẩn. Nếu là những 15 tâm sắc giới được liệt kê vô trong cái phần trú sắc ý vật nhất định. À, qua được ha, thông qua chưa, thông qua chưa? Rồi tới tâm sơ đạo. Tại sao tâm sơ đạo được xếp vô nhóm này? Nhóm trú sắc ý vật nhất định. Sơ đạo tại sao? Alo. Bởi vì tâm sơ đạo này đó là cần phải có sự nghe, phải có nghe, mọi nghe phải có lỗ tai, có thần kinh nhĩ, cho nên tâm sơ đạo này là muốn đắc được sơ đạo phải do nghe, phải thinh văn, rồi mà thinh văn đắc sơ đạo phải do nghe. Nhưng mà trên cõi vô sắc đó, thì không có đắc sơ đạo được nha. Cõi vô sắc thì không có những bậc sơ đạo.
Cho nên đây là vấn đề mà tâm sơ đạo bắt buộc phải có sắc y vật. Chỗ nào có sắc y vật thì cái chỗ đó mới có tâm sơ đạo được. Có sắc y vật rồi nghe rồi mới thẩm thấu pháp rồi mới thành tựu được đạo quả được. Đây là vấn đề rất là, cho nên ta thường nói là nghe pháp mà mình được thinh văn, thì mình những bậc thinh văn là vậy đó, những bậc nghe pháp đắc đạo thì cơ bản đầu tiên là phải là sơ đạo. Nếu mà không vượt qua này được thì vô phương ha, bắt buộc phải có cái đầu tiên này. Cho nên tâm sơ đạo có được trú ở sắc y vật nhất định là bởi vì phải có cái lỗ tai, phải có thần kinh nhĩ để nghe pháp, mà cái đó thì chỉ có trong cõi ngũ uẩn, trong cõi nhất uẩn không có, trong cõi tứ uẩn cũng không có luôn. Cho nên tâm sơ đạo nó đặc biệt lắm. Rồi tổng cộng là có nhiêu đây? Tổng cộng biết trú ở vật nhất định là có được là 35, đúng không? 35 ngũ song tức với lại 25 tâm là 35, 25 với lại cái vật tương ứng nữa, năm ngũ song tức đó là tổng cộng mình có 35 biết cảnh trú vật nhất định. Rồi ghi viết lại tổng kết lại triều, chờ một phút nha. Rồi, xong ha, ghi là xong ha. Tâm tứ sinh tâm hả? Tứ sinh tâm thì phải cõi vô sắc đâu có được. Thành ra nó phải ở cõi ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì phải thì trú ở sắc ý vật nhất định. Nói vậy dễ hiểu ha. Tức là cõi vô sắc thì không có sắc thì làm sao mỉm cười được. Nói vậy dễ hiểu ha. Còn cõi ngủ ẩn rồi có sắc này kia thì mới mỉm cười được chứ, thấy là mới lung linh là mới cười được. Như ai thấy thiện lành là thiện lành, duyên dáng dễ thương người ta mỉm cười, thì phải có sắc mới cười được, không có sắc sao cười. Rồi ha, tổng kết rồi ha. Rồi bây giờ qua tiếp cái phần số 2, không nhất định. Không nhất định, nãy là nhất định đâu, bây giờ không nhất định. Không nhất định. Rồi, dòng tâm có cả ba cõi. Tâm có cả ba cõi, hai chấm. Tâm có cả ba cõi, hai chấm. Những tâm nào
ghi câu này nha, những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm ấy trú nơi vật bất định, những tâm ấy trú nơi vật bất định, tức là không nhất định đó. À, tức là những cái tâm nào mà lưu chuyển trong ba cõi, tức là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, tức là có mặt trong tất cả ba cõi tam giới đó, thì những tâm ấy đó, những tâm đó là trú nơi vật bất định, và có lúc có lúc không, lúc có lúc trú lúc không trú, thì như vậy đó. Rồi xuống dòng, trú sắc ý vật, hai chấm, trú sắc ý vật, mấy kia mình không kể, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mình không kể, là nó có riêng ha, nó là nhất định. Giờ trú sắc ý vật, hai chấm, tám tâm tham, tám tâm tham, hai tâm si, hai tâm si, kháng ý môn, kháng ý môn, tám đại thiện dục giới, tám đại thiện dục giới, tám tâm đại thiện dục giới đó, tám di tác dục giới, tám di tác dục giới, tám di tác dục giới, bốn thiện vô sắc, bốn thiện vô sắc, bốn di tác vô sắc, bốn di tác vô sắc, ba mươi lăm tâm siêu thế, ba mươi lăm tâm siêu thế. Rồi, như vậy người ta liệt kê ra có tất cả là 70 tâm, đúng không? 70 tâm, tổng số là 70 tâm trú ở sắc ý vật. Nhưng mà nó không nhất định. Nhưng mà nó không nhất định nha. Nhớ là ở đây mình học về cái bên cái phần là không nhất định. Giờ 8 tâm tham. Tại sao không nhất định quý vị, trú với sắc khí vật mà không nhất định, tại sao? Tám tâm tham cho manasa sa ca tăng đít ti ca ta sam ma yut tăng a sang kha di căng e căng. Tám tâm tham, viết chữ gì? Tám tâm tham hiện hữu gì? Cõi à? Có vị trí vì trú ở sắc cái vật đặt luôn hà, đặt rồi bởi vậy cứ bót lên tới đi sao? Ai nói là tám tâm tham tại sao trú sắc y vật mà không nhất định? Trong triều cõi vô sắc không có sắc y vật. Rồi tiếp, còn ai nữa không? Cho Hà viết lại coi, nguyên trang đâu, lý đâu rồi, Mỹ này nó mất tiêu luôn rồi, im ru và ru rồi, mai cái Bến Tre cũng mất luôn. Tại sao nó trú sắc với vật mà không nhất định tám tâm tham? Bởi vì nó có mặt luôn cả những cái cõi mà không có sắc với vật, tức là ngay cái cõi vô sắc vẫn có tám tâm tham nó phát sanh như thường.
À, cho nên trú ở sắc với vật không nhất định là như vậy, bởi vì nó vừa trú sắc với vật cũng có, mà nó vừa không trú sắc với vật cũng có. Cho nên tám tâm tham được xếp vào nhóm là không nhất định. Nắm được chưa? Chưa. Giờ tám tâm tham nè, ở cõi dục giới có không? Có dục giới có không? Có hả? Có dục giới có sắc với vật không? Có dục giới có sắc với vật không? Có luôn, có dục giới có sắc với vật. Rồi, có sắc giới có không? Tám tâm tham có sắc giới không? Tám tâm tham có sắc giới có sắc với vật không? Có sắc giới có luôn à, thì đây tám tham trú dục giới có sắc giới có trú sắc với vật không à, rồi cõi vô sắc có không, cõi vô sắc tám tham này có mặt không, Nguyên Trang đâu rồi, không chắc hả? Nguyên Trang là không chắc hả? Không biết. Đang có tài luôn. Vẫn có tạm tham như thường, nhưng mà nó không có sắc với vật. Nó là gọi vô sắc mà nó sắc với vật, thành ra nó vẫn có nhưng mà nó không có sắc với vật trú. Cho nên nó trú ở sắc với vật mà không nhất định đối với tám tâm tham là như vậy à, tức là không có sắc với vật nhưng mà vẫn có tha tâm tham à, không có sắc vật trú, cho nên được xếp vào nhóm không nhất định. Tám tâm tham trú sắc với vật không nhất định. Nắm được chưa? Nói lại. Rồi, giờ nói lại ha. Tám tâm tham có mặt ở cõi dục giới không? Xác định lại lần nữa, có hay không? Tám tâm tham có mặt không? Có chắc luôn ha, có chắc rồi. Có cõi dục giới này có sắc với vật không? Có luôn, à, đối với có sắc với vật chứ. Rồi cõi sắc giới có sắc với vật không? Cõi sắc giới có sắc với vật không? Có luôn. Thì tám tâm tham có mặt cõi sắc giới không? Tám tâm tham có không? Dạ, dạ là không chắc hả? Không chắc. Có luôn, tám tâm tham có. Rồi, là cõi sắc giới có sắc với vật luôn, đúng chưa? Rồi, bây giờ cõi vô sắc có tám tâm tham được không? Cõi sắc có tâm tham không? Có tâm tham, nhưng mà có sắc với vật không? Không, thì đúng rồi. Đó, thì dính như vậy, tám tâm tham nó có mặt, nó nương ở sắc với vật, nó trú ở sắc với vật không nhất định. Bởi vì nó vừa trú ở sắc với vật, ở những cõi có sắc với vật, và nó trú, nó có mặt ở cõi không có sắc với vật. À, cho nên nó vừa có, vừa không. Là có thể trú sắc với vật mà nó cũng không cần có sắc với vật, nó vẫn có phát sanh được như thường. Cho nên tám tâm tham này trú sắc với vật không nhất định, được xác định là như vậy không? Thì hiểu chưa? Nắm được chưa? Giống như mình lên máy bay, mình trú trên máy bay thì là mình đang trú ở trong cái máy bay đó. Nhưng mà bây giờ mình buồn buồn cái mình nhảy ra máy bay, nhảy khỏi ra máy bay, mình kêu là gì quá rồi à, mấy người mà phóng ra máy bay, nhảy dù ra máy bay biểu diễn rồi đó, kêu là gì tự nhiên giờ nói ngang ngang không nhớ tên cái tụi mà biểu diễn nhảy dù ra hư không á, thì lúc đó đâu có trú máy bay đâu. Thí dụ cho mình thấy là như vậy không. Rồi như vậy tám tâm tham trú ở sắc với vật không nhất định, bởi vì tâm này nó có mặt trong cả ba cõi luôn, cõi dục cũng có, cõi sắc cũng có và cõi vô sắc cũng có. Ok, thì như vậy hai tâm si có giống vậy không?
hai tâm si, hai tâm si thì cũng vậy thôi đúng chưa, hai tâm si cũng xem là cái gì cũng nghiệt thôi. Mà hai tâm sân thì sao, tại sao không có hai tâm sân đây? Tại sao hai tâm sân mình không thấy mặt nó đây? Đúng rồi, sắc giới vô sắc giới không có tâm sân, cho nên không có, không có xếp vô cái trong cõi được à, cho nên dẹp cái hai tâm sân ra, không có sắc giới vô giới rồi dẹp hai tâm sân ra. Đúng rồi, hai tâm si có ha. Cán nghi môn thì cũng vậy thôi, cán nghi môn cũng vậy, có mặt cả ba cõi luôn, nó nằm trong lộ tâm mà. Dục giới cũng có, sắc giới cũng có, vô sắc giới cũng có à, rồi tám đại thiện cũng vậy, tám di tác cũng vậy à, tám đại thiện những tâm thiện ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đều có, di tác cũng có luôn. Rồi bây giờ bốn thiện vô sắc, tại sao trú sắc với vật là mà không nhất định? Bốn thiện vô sắc tại sao? Alo. Bốn thiện vô sắc, ghi xuống đây, ghi ra trước bảng đây. Trú sắc ý vật không nhất định, bốn thiện vô sắc. Lý do rồi đâu à, Nguyên Trang nói rồi, Hà nói rồi, bên Đông Triều nói rồi, bốn thiện vô sắc tại sao trú sắc ý vật không nhất định à. Em ru rồi. Em ru rồi, nhập thiền, nhập thiền vô sắc luôn rồi. Nhập vô thiền vô sắc rồi. Không 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 không, nhập vô thiền vô sắc, niệm không không không, học cái gì á, bạn biết luôn. Thì chắc bạn biết luôn. Thì bốn thiện vô sắc này có mặt khỏi gọi dục giới không? Bốn tâm thiện vô sắc có mặt cõi dục giới không? Có. Ủa sao Nguyên Trang nói không? Người ta tu thiền giống như những vị tu thiền đắc thiền vô sắc, cõi dục giới có sao không nữa? Trời ơi, có sao không có rồi. Như vậy nó trú sắc với mặt không? À, trú sắc y vật không? Có trú sắc y vật chứ. À, thì giờ nó trú sắc y vật à, mà tâm này nó có mặt luôn cả cõi vô sắc luôn, cõi không có sắc y vật luôn, nó vẫn có. Thì như vậy nó trú sắc y vật không nhất định, đúng chưa? Bởi vì nó có mặt luôn cả ba cõi luôn à, con người đắc thiền vô sắc được. Đúng rồi, sao đó, đó thì bốn thiện vô sắc này có mặt trong cả ba cõi, nó luân chuyển trong cả ba cõi, cho nên trú sắc y vật không nhất định, có khi có khi không, không cần thiết. Vô sắc cả thòn, đây mình có sắc cái mình tưởng vô sắc cái mà gì ghê lắm mà thật sự không có gì đấy. Rồi bốn thì vô sắc ha, rồi giờ thêm cái gì nữa, tiếp theo là bốn di tác vô sắc thì cũng dễ hiểu ha, cũng vậy thôi. Bốn di tác vô sắc và cũng bậc cao tháng thì có mặt trong cõi ngũ quẩn cũng có, cõi tứ danh quẩn cũng có à, có đủ bốn cái gì đó của sắc kiểu giống vậy thôi à, cũng có trú với sắc với vật không nhất định, bởi vì nó có mặt trong cả ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới.
đúng chưa? Rồi tại sao mình thấy nó thiếu cái gì vậy này, trong thiện vô sắc đi, trong trong vô sắc giới nó thiếu cái gì ha, không có một cái gì đúng không? Quả, đúng rồi, sa thú bốn cái tâm quả vô sắc tại sao nó không có mặt ở đây? Chúng nói sao ha, để đánh dấu hỏi đó là sao. Rồi bây giờ tiếp theo là 35 siêu thế. Tại sao có 35 tâm siêu thế thì có nhiều quý vị? Tâm siêu thế có nhiều đây? Tâm siêu thế có 40. Mà giờ tại sao đây đâu mất hết một cái này? Trừ năm sơ đạo, quá giỏi luôn, quá dữ luôn. Bởi vì năm tâm sơ đạo này nó nói là mình học rồi ở phía trên ha, là biết ở phía trên rồi à, nó thuộc về trú sắc ý vật mà có mặt thuộc về nhất định, đúng chưa? Rồi trừ năm sơ đạo ra thì như vậy mình có 35 tâm siêu thế, thì tổng cộng có nhiêu đây, là 70 đúng không? Cộng là đúng không biết nữa. Tâm có mặt trong ba cõi là không nhất định à, thì có được là 70 tâm. Tám tham, hai sân, e hai si là 10. 11, 16 là 27. Đúng 70 cái gì? Cộng là không biết. Đúng chưa? 70 đúng không? Rồi tổng cộng là 70 tâm. À, trú sắc di vật không nhất định. 70 tâm. Rồi chính xác ha, chính xác rồi, chính xác qua luôn. Được chưa? Qua ha. Rồi tới số 3, nãy 1 2 này là nhất định rồi, không nhất định rồi, giờ số 3. Rồi, vô trú. Vô trú. Hai chấm. Hai chấm. Những tâm nào chỉ có trong cõi vô sắc giới thì không trú vật. Những tâm nào chỉ có trong cõi vô sắc giới thì không trú vật. Yeah, đọc kỹ câu này ha. Những tâm nào chỉ có trong cõi vô sắc giới thì không trú vật. Thì tâm nào? Alo, xuống dòng tâm hai chấm là những tâm nào đây? Bốn tâm quả vô sắc, chính xác luôn ha. Bốn tâm quả vô sắc chỉ có mặt trong cõi sắc giới, bởi vì làm phận sự tục sinh hậu kiếp và tử à, thành ra bốn tâm quả vô sắc này nằm ở cái nhóm thuộc về vô trú à, tức là không có trú vật. Cho nên nãy mình thấy trên kia nó thiếu ha, bốn thiện vô sắc, bốn di tác vô sắc, thiếu bốn cái tâm quả vô sắc này à, bốn tâm quả vô sắc này nó nằm xuống cái phần vô trú, là không có vật để trú, là tâm chỉ làm phận sự khi mà tục sinh cõi vô sắc à, thì nó chỉ có mặt ở cõi vô sắc thôi, nó không thể có mặt ở cõi sắc à, cõi dục giới à, làm phận sự tục sinh hoặc kiếp tử trên đó đó à, cho nên bốn tâm quả vô sắc này không có trú vật à, là chính xác. Rồi nắm được chưa? Dễ ở ha. Được chưa quý vị? Ghi ở đây, note xuống đây để tôi không hiểu à. Được chưa? Thiện lành hiểu không? Thiện hữu đã mất tiêu rồi. Nguyên trang cũng đã mất tiêu luôn rồi. Được không? Nắm được không? Nắm được không? Rồi,
qua ha. Rồi, rồi mình xong ba phần là trú vật nhất định, trú vật bất định và không trú vật nào. Đó là ba phần mình học xong ha. Rồi, bây giờ xuống dòng ghi cái list này. 43 tâm sau này khởi lên y cứ trên sáu vật. 43 tâm sau này khởi lên y cứ trên sáu vật. Ghi cái tựa đi, chúng ta copy này thử coi nó gửi được không nha. Bây thử được quý vị thấy gì không quý vị? Ủa sao kỳ vậy? Thấy không? Thấy ha. Rồi bây giờ lại lấy ra ha, giờ quý vị lấy ra ha. Giờ lấy ra là cái thứ nhất, cái hàng đầu là gì đâu mà. Ca má quý bà cá dục giới dị thuật đó. Ca tổng cộng là thiếu, đúng rồi, giờ này là lấy ra là để cho cái chữ Bali đó. Ca quý bà cá dục giới dị thuật có 23 tâm. Có 23 tâm. Rồi. Bành chá đoà ra quách chá ná. Ngủ mộ hướng tâm. Có 1. Có bì lên lấy xuống. Có bì lên lấy cái ba ly đó mà. Bành chá đoà ra quách chá ná. Ngủ mộ hướng tâm. Có 1 tâm. Đúng chưa? Kịp chưa? Ghi kịp chưa? Hello. Rồi. Tiếp đến là Hasitubba đó. Tiếu sinh tâm. Hasitubba đó. Tiếu sinh tâm. Có 1. Hasitubba đó. Tiếu sinh tâm. Có 1. Rồi. Badikha. Hận. Có 2. Và tích khác, hẳn, có 2. Rồi, tiếp đến là Rupa Vacchara, sắc giới tâm, có 15. Sắc giới tâm, có 15. Rồi, tiếp đến là Sota Bắc, tí mắc gá, dự lưu đạo tâm, dự chứ không phải... Dự lưu đạo tâm, bỏ chữ C lộn, nó nhảy chữ C vô. Dự lưu đạo tâm, có 1. Dự lưu đạo tâm, cho ta bắt tí mắt gác, dự lưu đạo tâm, có 1. Rồi, tổng cộng có 43. Tổng cộng có 13. Rồi, xong một bản ha. Rồi, tới bản thứ hai là 42 tâm. 42 tâm sau đây, khởi lên. 42 tâm sau đây, khởi lên. Y cứ trên 6 căn, hay 6 vật nữa ha. Y cứ trên 6 căn. Và cũng không y cứ trên căn nào khác. 42 tâm sau đây, khởi lên. Y cứ trên 6 căn. Và cũng không y cứ trên căn nào khác. Bị chữ Bali trước là rồi, thấy không? Thấy không? Alo. Thấy không? Rồi, cái bài sơ đồ ha, rồi mình ghi ra ha, ghi rõ luôn ha. Akusala, bất thiện, trừ hai hận tâm, tức là hai sân, hai tâm sân, hai hận tâm, trong sách ghi hận tâm. Akusala, bất thiện, trừ hai tâm, có 10 tâm. Rồi, tiếp đó là Mano Dwara Vachana, ý môn hướng tâm. Có 1.
Mano Dora Vachana, Mano Hương Tâm, à, Y Môn Hương Tâm, số 1. Rồi Kama, phải gái, Kama phải là Kusala, cộng Kiriya, tức là dục giới, thiện và di tác, tức là dục giới thiện và di tác, tức là không có quả ra dục giới thiện và di tác, Kama Kusala, Kiriya, số 16. Dục giới thiện di tác có 16. Rồi Aruba phải cái Kusala cộng Kiriya vô sắc giới thiện cộng di tác là phần cấp bi dục nó xuống có 8. Sắc giới thiện di tác 8. Rồi ở dưới là Lokuttara, có bị là dục xuống luôn, siêu thế trừ dự lưu đạo tâm, tức là trừ cái dự lưu đạo tâm ra không, sẽ là có 7. Siêu thế trừ dự lưu đạo tâm có 7, có 7 đây là ta chỉ lấy 1 ha, lấy mỗi cái một cái, có 7. Rồi tổng cộng có 42. Tổng cộng có 42. Chưa? Rồi đó là hai cái bản sơ đồ để tổng kết là nãy giờ mình học gì vậy ha. Rồi giờ tới đây là xong. Xong cái bài dập này ha. Rồi hai cái bản sơ đồ này quý vị thử coi nha. Coi nghiên cứu nha, rồi tuần sau tôi mời lên để mà trình bày hai cái bản sơ đồ này ha. Tại sao nó vậy? Tại sao nó vậy ha? Ok không? Quý vị có đề bài để ngâm cứu thảo luận rồi đó, rồi tuần sau lên thảo luận nha. Dạ, thảo luận cái phần này. Không có dễ nha, chuẩn bị tinh thần nha quý vị, chuẩn bị tinh thần lên là, coi như là lên là thuyết trình tư nhân dân công án. Là tốt, không được là bảo đảm là phải phạt, cái này phạt nặng luôn. Không có tâm quả gì đâu, tâm quả thì cứ dọn hai cái bản sơ đồ này đó, tâm quả sắc giới gì. Vậy sao? Tuần tới là phải lên đủ nha, không ai được trốn nha. Tuần tới giờ điểm danh trước ha, là nguyên nhóm Đông Triều ha, và phải lên trình bày thuyết trình đầy đủ, mỗi người một cái bài riêng của mình nha, không có copy nhau nha. Rồi Mỹ nè ha, Châu Nguyễn nè ha, rồi duyên sinh duyên diệt với ai này ẩn nè, nãy giờ không thấy nói năng gì hết, hà rồi lười biết gì bót lên không dám lên cầm mic thì cố gắng thì sao cầm mic đi chứ. Rồi Nguyên Trang ha, Lý nè, Thiện Hữu ha, Thiện ha, rồi còn những ai vô sau là quý vị gửi bài trước nha, gửi cái sơ đồ này trước nha, để cho các bạn nào bữa nay không có mặt chuẩn bị tinh thần để làm buổi thuyết trình tuần lễ luôn đó, cho cả tuần luôn, nghỉ không ra nữa là thôi. Sợ gì đâu, sợ một pháp sợ bận nghe bận cho Quỳ Nhan nữa. Quỳ Nhan đúng tiếng họ. Rồi hôm nay chúng ta đã học xong cái bài cuối cùng của trong sáu pháp phân biệt, sáu pháp riêng biệt ha. Nhan sẵn ok. Là do phước quý báo mà chúng ta hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được an vui hạnh phúc, không bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo và được tái sanh làm người trời nếu mà chưa thì giải thoát ha, và mong sớm thành tựu chánh trí, phát sanh trí tuệ, làm điều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha nhé. Bao tu sap amang galang rakkan tu sap pade uta sap Bụt Tha du pha ve nasara sap thi pha quan tu te Bhavatu sap bhamang galang rakkhan sap padevata sap bhamma lupa ve nasara swati pavantu te. Bhavatu sap bhamang galang rakkhan sap padevata sap pasangka lupa ve nasara swati pavantu te. Tất cả hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người.
do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đời. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Một thầy ạ, một thầy ạ. Rồi, học cho hoàn mãn ha, bây giờ cố gắng nhớ về nghiên cứu nha, nghiên cứu sao lên thứ tình ạ. Rồi mời quý vị, mời MC nha, MC lên tụng kinh để hồi hướng phước báo cho chúng ta hôm nay, được học ngày hôm nay. Rồi, một thầy. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ Devata Sanghi Viha Hongwa Sini Thu Pe Kare Bodhi Kare Tahin Tahin Ta Tham Mada Ne Na Hongwan Tung Phu Chi Ta Sat Thin Karon Te Tha Viha Raman Dare Te Ra Cha Mat Cha Na Waka Cha Thi Kha Vô Sa Ra Mi Kha Đà Na A Tì Út Bà Sát Kà Gà Mà Chắc Đề Sa Ni Gà Mà Chắc Ít Sa Ra Sát Tà Na Phụ Tà Sư Kỳ Đi Tà Tô Hoàng Tư Tế Chà La Phụ Chà Dê Kỳ Chà Tà Sàm Pà Hoà Thánh Sê Đà Chà Bà A Tha Vô Bà Bà Đi Kà Mi ya hi kham tham ma wa ram an tin cha te sắc đề bi đúc khách sắc ca đòn tu sàn ca yạc thà tu chi đẳng sắc tăng tham mô tham mắt ca là cha phúc bụng ca là san khổ hộ tu sa mắc đồ và thà giá cha ni thà giá cha Amhe Nakhato Sat Thammo Sabbe Di Thamma Jarino Bhuthin Samba Puneya Ma Thamma Viyam Awe Hidek Yam Kinchi Kusala Kamma Katapang Kiriyam Mama Kayena Waja Manasa Vidase Sulatang Kapang Ye Sata Sanyino Ati Ye Sata Asanyino Kapang Punya Alang Maya Sapade Pagi Pawang Kute Ye Tang Kapang Suwitang Inang Punya Alang Maya Ye Sata Najari Đề hoa cánh đỏ, Nhi quê đa dân, Sạp bề lô cà mi dê sát ta, Chi hoàn tà hà ta hề tu ca, Má nô nhạc phô cha nặng, Sạp bề ta phản tu ma ma, Chê ta xa lý, Chị đặng hoa tâm hề đà nà, A sơ quắc hà dạ quắc, Hồ tu hà hà gà tê, Yang nonya tidak untuk sukita untuknya, yang nonya tidak untuk sukita untuknya, yang nonya tidak untuk sukita untuknya, ayo satu satu satu.